Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ cũng như là đang xem trực tiếp vui vẻ anh em ơi. Và video này thì Khải đang live trực tiếp, nhưng anh em nào mà chưa xem thì có thể xem lại video anh Evan ngày hôm nay. Thì hiện tại đang ra Evan sự kiện nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và hôm nay là ngày 17, Khải là ngày đầu tiên luôn anh em. Là ngày đầu tiên có Evan luôn á. Thì Khải cũng ăn đầu tiên luôn. Thì ăn đầu tiên thì anh em biết rồi. Ở server này ăn đầu tiên thì như Khải biết thì nó sẽ tốn là mua nhanh thì sẽ tốn 13 xu trên 1. Mà mình ăn full, mình ăn full 1000 cái thì nó sẽ tốn 13k xu, là tốn hết 13 kim nha anh em. Và vừa rồi thì Khải cũng đã đổi kim sang xu hết rồi. Một kim thì tương đương khoảng 70k Việt đồng nha mọi người. Và Evan này thì Khải ăn nhanh thì nó tốn chắc 13 kim thì tốn khoảng tầm 800 đến 900 nghìn Việt đồng anh em. Không biết ăn ra được gì đây. Thì anh em đang theo dõi video này thì đừng quên ủng hộ Khải, like, chia sẻ cũng như nhấn vào đăng ký kênh ủng hộ kênh Khải sắp 15.000 sub rồi nha anh em. Và giờ thì trước khi vào Evan thì chúng ta cùng trải nghiệm xem thử Evan này có những vật phẩm gì và đồ đạc ra sao nha anh em. Anh em cùng theo Khải thử nha. Đây. Như anh em đã thấy thì đây, thời gian bắt đầu điều kiện tham gia Evan là ngày 17 tháng 11 là hôm nay. Đó, sau buổi chơi hôm nay là ăn được rồi. Thì hôm nay cũng 9 giờ mấy rồi. Thì Khải cũng thấy ăn khá là nhiều đồ, khá là ok. Nghe nói có ngựa này, bông tiêu kháng tất cả này, chiếu dạ kháng tất cả này, rồi xích thuốc kháng tất cả này, các kiểu này đều luôn khá là ngon. Nên là Khải ăn, Khải chơi luôn nè, quất luôn nè, khá là đẹp. Với lại bí kiếm 120, mật tịch rồi các kiểu khá là nhiều đồ luôn. Bí kiếm 120, rồi đại thành 120, các kiểu luôn nè. Nghe nói là có đại thành 120 nữa. Đó, rồi anh em nhìn sơ qua thì đầu tiên là anh em muốn ăn thì anh em phải nhặt những cái hộp quà này. Map 7x, 8x, 9x là bản đồ mới. Đó anh em mở ra gà giấy trắng này, cây bút này, lọ mực. Và đó là anh em được mở ra được 3 món này thì anh em có thể ép được Evan. Rồi, còn cái viễn vỡ này thì anh em sẽ mua tại Quân Nhu Quang. 50 điểm trên một giấy thì 1000 cái thì tốn còn 50k điểm thôi. Rồi sau khi được cái này hộp quà tôn sư trong đạo, sử dụng tri ân đặc biệt sẽ nhận được 4 loại chữ này. Thì cái này Khải cũng chưa tìm hiểu. Cái gì khi nào Khải ăn đến Evan nào Khải sẽ tìm hiểu anh em xem nha. Rồi mấy cái thiệp ăn sư này thì đua top cá nhân cũng như bàn hội nè. Đó, nó cũng như Evan trước thôi. Rồi đây, Evan thường này anh em. Evan thường thì chúng ta sẽ sử dụng tối đa vẫn là 1000 cái. 1000 cái mà nhân cho một cái 15 triệu thì Evan thường thì anh em sẽ được 15 tỷ. Evan thường anh em, nếu anh em max sẽ được 15 tỷ. Evan thường thì sẽ tốn 5 vạn thì nó sẽ tương đối khoảng 5000 vạn. 5000 vạn đó anh max Evan thường nha anh em. Đó, tại vì một cái là 5 vạn này, anh em thấy chưa. Rồi, sau khi anh Evan thường thì chúng ta sẽ có đó là thiệp 20 tháng 10 dùng đỡ vạn sự thông bên kia. Rồi, tiếp tục đó là được lệnh bài bốc xanh, nó không kháng tương đối thôi, đa số lệnh bài bốc xanh. Rồi 250 cái thì được thiệp kinh nghiệm, 500 cái thiệp kinh nghiệm, 750 cái thiệp kinh nghiệm, 1000 cái vạn thôi. Cũng giống như nhau thôi nè. Mà được mấy cái này nó cũng giống như Evan tiền vạn ở Evan trước thôi, không khác gì. Hôm nay là Khải đặc biệt là Khải ăn cái Evan này nè, hộp quà tri ân đặc biệt này. Đó, Khải là ăn cái này này là sử dụng được 1000 cái. Anh em thấy chưa, 1000 cái. Và sử dụng nhận được 30 triệu trên 1 thì 1000 cái thì Khải anh Evan này Khải sẽ được 30 tỷ nè. Sẽ được 30 tỷ thì anh em cứ chuẩn bị dự đoán thử Khải lên được cấp bao nhiêu và bao nhiêu phần trăm. Anh em nào mà dự đoán nhanh chính xác nhất với cái tương đối gần 10% quay đầu hoặc là 10% trở lại thì anh em đó sẽ nhận được cạc 50k của Khải nha. Anh em lưu ý là anh em dự đoán nhanh và chính xác nhất anh em, sau cái câu Khải bảo bắt đầu thì anh em mới được quyền dự đoán nha. Hiện tại bây giờ Khải cho anh em xem thôi, tí nữa anh em mới bắt đầu nha. Rồi, sau khi anh Evan này thì đầu tiên ép thì 10 xu, là nếu mình ép là 10 xu nha anh em. Còn Khải ăn nhanh thì tốn 13 xu trên 1. Khải ăn nhanh thì tốn 13 xu trên 1 thì Khải đang chuẩn bị 13.000 xu rồi. Nó còn mấy này vật phẩm ép như bên trên Khải có nói. Sau khi ăn thì sẽ được mật tịch bí tịch từ quyển 1 đến 20 luôn. À ngon nha. Cái này ngon này. Evan này từ quyển 1 đến 20 có ra xác suất ra nè anh em. Ngon ấy. Rồi thiệp đặc biệt này thì qua vạn sư thông cũng ăn 50 cái bên vạn sư thông, anh em có thể thấy những video trước Khải ăn rồi. Rồi hộp quà tôn sư trong đạo, hộp quà tôn sư trong đạo này khi mở ra sẽ được nhận được 4 lô chữ tôn sư trong đạo. Cái này thì sau này mà nếu được 4 chữ này thì Khải sẽ ăn Evan này cho anh em xem, chứ Khải cũng chưa rõ lắm. Rồi hàng sử dụng nó chỉ 48 tiếng thôi. Nếu mà tí nữa ra hộp quà này thì không nên ăn nha anh em, đợi dành nha anh em, không nên ăn trước nha. Rồi khi ăn Evan đặc biệt thì có lệnh bài xanh đặc biệt này, sẽ dùng sẽ được một đại ác nhân anh em. Lần này sẽ ra lệnh bài đại ác nhân đặc biệt luôn em. Nó cũng giống như một con lệnh bài boss anh em, lệnh bài boss mà loại boss đại á. Đó, nó cũng giống như boss đại anh em. Đó. Rồi Hoàng Minh Thạch, không nói rồi. Hồng Tiềm Năng, Hoàng Tiềm Năng. Ok. Hai cái này thì cũng giống như mấy cái bình trước, đều có một hai bộ kỹ năng và tiềm năng. Càng Khôn, bộ máu tông kim, lệnh bài về tóc chiến cổ, thì tinh thì quá quen rồi, tinh hồng quá quen. Lỡ bao bí kíp
mà này quá quen là bài bí kíp 9X, phục diên thiết là hán bằng người tâm kinh, sơ đồ giang hồ, tiến thảo lộ, tiến thảo lộ đặc biệt, hiện tiên trì quá tửu, thiên sơn bảo lộ, dáng sắc thủ, rồi lệnh bài phong độ quá bình thường. Rồi sau khi nói mấy cái móc này mới quan trọng anh em, 250 cái sẽ được đu top này, 500 cái đu top kinh nghiệm này, 750 cái đu top này. Rồi sau khi đạt 1.000 cái sẽ được rất là nhiều phần quà này, 1.000 cái sẽ được phòng sáng này, 200 máu này, 20 ngày thiệp, ngẫu nhiên cục tiếp bằng tên này, cục sinh lực, và ngẫu nhiên được một trong ba loại này, và sẽ được một hộp thối phiến 1-5 và được đá sơn hà 100%. Đây đây, cái Khải đang chờ đợi đây, càng khôn sông bị tiệt bội 30 ngày năm đó, Khải đang chờ đợi cái này để Khải có thể tăng 2 cấp cho cái thí của mình, cũng như là mua thêm phi phong thì Khải sẽ có 4 kỹ năng vốn có. Rồi một đại thành bí kíp 9X có hay không, một bí kíp kỹ năng 9-120. Wow, đây đây, bí kíp Khải đang chờ đợi nè, bí kíp 120 này có thì năng có hay không, trời ơi đang chờ cái này em ơi. Rồi cái này cũng vậy, một đại thành bí kíp 120 có hay không, đang chờ đợi là chờ đợi hai cái này nè mọi người, chuẩn bị lên 120 này đó, có hai cái này luôn là gọi là đỏ nha, còn không có là gọi là mắt đen và hai lệnh bài boss. Rồi một bảo rương có thể là có hay không, rồi thối phiến tây vực, một ngẫu nhiên, a con này là auto một trong hai con đó, một con ngựa kháng tất cả, một con ngựa kháng tất cả hai này em, ngựa kháng tất cả hàng sử dụng 30 ngày. Rồi ngẫu nhiên những vật phẩm bên dưới là 500 triệu không minh thật. Rồi cái hộp quà này hộp quà 20/11 ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên. Rồi ok, Khải hiểu rồi. Hộp quà này thì hiểu rồi, hiểu. Ok ok, hiểu hiểu. Rồi, chung là ăn được hộp quà này thì không nên mở sớm nha. Không nên mở sớm nha. Khi nào mà con ngựa này hết hạn á thì mình mới bắt đầu mở hộp quà này, thì nó sẽ được những con ngựa này nữa, hoặc là những cái bí kíp 120, hoặc là thành 120 nha anh em. Rồi, bảo luôn trong bảo này là ok. Rồi, không đỡ anh em chờ đợi lâu, bây giờ Khải sẽ ép cho anh em xem và chuẩn bị chiến với vợ nha mọi người ơi. Anh em đang xem thì hãy cho Khải một like cho xem mạnh, và đừng quên chuẩn bị vừa đón nhận phần thưởng cho nha anh em ơi. Rồi, đỡ Khải ép nha mọi người. Hello anh Kho Phạm, hello Ben Vũ, hello Tuấn Nhỏ, hello tất cả anh em, hello Dung Bùi, hello tất cả anh em, hello Cò TV nha. Bây giờ Khải ép nha anh em ơi. Cái này là Khải ăn nhanh chứ không phải Khải ép nè. Cái này là Khải ăn nhanh luôn, là gọi mình bỏ 13 kim luôn, ăn nhanh luôn nè. Rồi, dứt, ăn nhanh luôn nè. Không cần phải ép, ít hôm mà Khải sẽ tính sâu. Nếu mà ít hôm mà có ăn thua cho ai thì lúc đó mình sẽ ép, lúc đó là nguyên liệu sẽ ép nè. Tầm này nguyên liệu không có nè mày. Hôm nay Khải tranh cả ngày hôm nay mà nguyên liệu chỉ có khoảng hơn 100 túi à, không đủ mà ép, nên Khải ăn nhanh luôn. Anh em đang xem thì chia sẻ mạnh giúp Khải ủng hộ Khải chơi nha anh em. Video này Khải sẽ up nhỏ lại trên kênh nha, và Khải sẽ làm video ngắn cho anh em xem. Và bây giờ thì sau khi Khải ép xong nguyên liệu anh em, 1013 kim. Và bây giờ anh em chính thức bắt đầu dự đoán nha. Sau video này thì anh em này dự đoán cấp và phần trăm nhanh và chính xác nhất, đầu tiên chênh lệch từ 10% đổ lại thì người đó sẽ nhận ngay phần quà nha mọi người. Và hello anh em nha, hello Đình Toàn, chia sẻ cho thầy đi. Ok anh em, rồi Khải ra búp cái dòng thức ảnh lên cái cho nó đẹp đẹp rồi. Đó, đó, ok man. Rồi dòng thức ảnh nó mất tiêu rồi. Đó ok, dự đoán mạnh em ơi. Hiện tại Khải lên anh Even này, Khải lên được cấp bao nhiêu, phần trăm bao nhiêu, thì anh em nào dự đoán nhanh chính xác nhất thì Khải sẽ tặng anh em 50k cho vui, cũng như là cảm ơn anh em suốt thời gian qua ủng hộ Khải lên 15k đăng ký nha. Và anh em nào đang xem video chưa nhấn đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký ngay bây giờ và nhấn chuông để có thể theo dõi những kênh video từ video kênh của Khải, cũng như là những cái event như hôm nay cho vui nha mọi người, và cũng như những cái event 700k Việt Nam đồng trong những buổi livestream giải đấu thiên hạ nhất bang này nọ nha anh em, cũng như là võ lâm minh chủ, cũng như là sông thiệt thủ nha. Nói chung là trên kênh Khải anh em xem lúc nào cũng có quà, anh em chỉ việc like cho xem mạnh và comment số kỳ này nọ, và anh em có thể nhận ngay phần quà 10 kim bảng tương đương 700k Việt Nam đồng thôi. Đó, tùy theo mọi cái phần event cũng như là mọi cái phần giải thôi. Đó, ok anh em mọi người ơi, bùm bùm, có khá nhiều anh em gì đó gì đây, một thiệp đặc biệt anh em ơi, biết được gì anh em ơi, cố gắng ăn cái gì thơm thơm đỏ đỏ thế, hồi xưa chưa ăn được gì đỏ luôn. Một cục tử thị tinh, một cục tử thị tinh. Ok anh em đang xem thì hãy cho Khải một like chia sẻ, cũng như dự đoán kết quả để có thể nhận ngay phần quà 50k trực tiếp trong buổi video ngày hôm nay, cũng như livestream ngày hôm nay nha mọi người. Up cấp rồi, up cấp 116 rồi. Hello tất cả anh em, hello Mậu Mậu này, hello Đức Nguyễn này, hello Tý Tùng Tài, hello Lý Thanh Nhã, hello Phát Phan nha, hello Trung Hiếu, hello Ngọc Hùng Trần. Ok được một cái hết mấy chục cái rồi, chưa thấy được gì nữa mày, hết một 200 gần 200 cái rồi. Nếu 250 cái này không có gì thì Khải sẽ đi qua thành khác nha anh em. Khải đi qua thành khác, Khải vào chơi nha. Như đây, thiết là hán.
không có gì luôn. Anh em dự đoán mà anh em ơi, mỗi người chỉ được dự đoán một lần thôi nha. Anh em lưu ý là chỉ dự đoán một lần thôi nha. Anh em nào dự đoán lần hai thì Khải chỉ tính một lần đầu tiên thôi nha, không tính lần thứ hai nha. Còn anh em nào mà xóa comment đỡ Khải tính lần thứ hai thì coi như anh em đó lòi luôn nha. Anh em không được xóa comment nha, lưu ý không được xóa comment luôn nha. Anh em nào mà chơi xấu là Khải biết ngay anh em. Rồi ok, 250 cái chữ gì nè, mà Khải phải di chuyển qua khu vực vị trí khác rồi. 250 cái cho đến bây giờ thì Khải vẫn chưa có gì gọi là đặc biệt cả anh em ơi, chưa có gì gọi là hot cả. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ nhảy thành với những cái con được những cái túi mình tiếp theo. Anh em lưu ý là chỉ một lần comment dự đoán duy nhất thôi nha. Còn anh em nào dự đoán lần 1, lần 2, lần 3 thì những video 2, 3 sẽ những cái comment thứ 2, thứ 3 sẽ bị xóa, sẽ bị hủy hoàn toàn nha. Đó, còn anh em nào mà comment 3 lần, 2 lần sau khi biết kết quả mà anh em xóa comment đầu tiên thì coi như những người đó sẽ bị loại trực tiếp anh em. Anh em nào mà cố ý xóa bình luận thì coi như là loại luôn cho nó nhanh anh em. Cố ý xóa bình luận là coi loại cho nó nhanh nha anh em. Đó, anh em chơi xanh chín cho nó vui nè. Anh ai nè cũng có vui, cũng có thưởng cả. Hồi trước anh em thấy không, ai cũng có thưởng thôi. Cứ online anh em like chia sẻ mạnh, anh em dự đoán hên xui anh em. Nhận ngay luôn trong video này 50k luôn cho nó vui. Khá nhiều anh em dự đoán 118, 117 này. Ui, nãy ăn gần 350 cái mà hai thì tin, hai tinh hoàng bảo thạch vãi cả đáy. Chưa có gì luôn mọi người ơi, chưa có gì gọi là luôn anh em. Ô, kiểu này đang tìm bí tịch 9, 10, 20, 21 rồi cho vui mà không ra ta. Đấy, đồ, mình đi Dương Châu đi. Đủ xanh cái gì. Đây, tiếp tục. Gần 500 cái rồi nè. Gần 500 cái rồi mọi người. Gần lên 100 rồi. Hiện tại bây giờ vẫn cho anh em dự đoán thoải mái luôn. Hiện tại bây giờ vẫn cho anh em dự đoán thoải mái luôn. Anh em dự đoán rồi thì đừng quên một like và chia sẻ nha. Dự đoán rồi đừng quên một like chia sẻ mạnh nha. Hiện tại bây giờ vẫn cho anh em dự đoán luôn mà chỉ tính những cái dự đoán đầu tiên thôi nha. Dự đoán thứ hai, thứ ba coi như là hủy, coi như là xóa comment luôn nha. Người chơi đó coi như là bỏ cuộc luôn nha. Ui, gần 500 cái rồi mọi người. 500 cái rồi. Cả chưa có gì luôn. What the hell. Lên cán viên anh hả? Ok. Một hộp gì đây? Phi tốc đại lực gì đây? Không yên thua. Hơn 500 thủy tinh nữa. What the hell, thủy tinh nhiều vậy ta? Cho cái gì bí tịch, mặc tịch đồ coi, hoặc là điểm kỹ năng tìm năng ơi anh em. Số nhỏ vậy. Bây giờ anh chưa khi nào mà gọi là hoàn hảo luôn anh em. Đồ Khải đúng nhỏ luôn anh em. Trời ơi, sao toàn thuốc lách không vậy? Chết chết tôi. Ok ok, lên cá biến động mà. Đù đù, chết 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 chết. Chết rồi. Chết rồi. Cái gì mà không có một cái gì luôn anh em. Chết tôi rồi. Còn có 370 cái thôi anh em. Anh em cứ dự đoán thoải mái. Tí nữa Khải sẽ, khi nào Khải bảo ngừng dự đoán thì những comment tiếp theo không được tính nha anh em. Những cái comment dự đoán tiếp theo thì không được tính nha. Trời ơi, gần 700. Ôi, một gì đây? Ô, một cuốn bí tịch chính anh em ơi. Một cuốn bí tịch chính luôn. 5 điểm tiềm năng. Ok man. Ok ok. Làm 2-3 cuốn nữa coi. Trời ơi, 2-3 cuốn nữa anh em. Mấy cuốn này nó có rất có giá trị. Một lệnh bài bốc xanh đặc biệt. Ok man. Ra túi. Ra ra hoa hồng kỹ năng kìa Khải. Ra còn gì? Được cái một cái à. Một cái hoa hồng kỹ năng à. Một cái à. Tiềm năng nhưng mà kỹ năng anh em ơi. Một cái à, 5 điểm tiềm năng. Tiếp tục. Hơn 250 cái. Gì đây? Lỡ 3 bi kiếp không yên thua. Còn 250 cái anh em. Tí nữa khoảng còn 100 cái Khải sẽ ngừng dự đoán anh em. Còn 100 cái Khải sẽ ngừng dự đoán nha. Ok, đi chỗ khác thôi. Được rồi, tí nữa Khải sẽ chốt thử 15 kim thì được cái gì nha mọi người. Chúng anh em xem thì ủng hộ Khải một like chia sẻ mạnh thì lâu lâu Khải sẽ mở phần quà cho anh em xem, cũng như anh em mình cho anh em xem dự đoán cho vui. Rồi tiếp tục. Còn 250 cái. Tiếp tục anh em ơi. Tiếp tục anh em ơi. Có vẻ như Khải chưa thấy cái gì ngon là anh em được ngon nhất, đó là cuốn bí tịch cao thủ 9 là 113 cấp đồ nước này. Những cái cuốn này thì ép thì nó có xác suất mít nha anh em. Nên là Khải nghĩ nó sẽ có giá nhưng mà Khải không biết rõ giá nó bao nhiêu. Một thì tinh hồng nữa ta. Trời ơi, cái gì không vậy? Thì tinh hồng không vậy má? Chết tôi rồi. Thì tinh hồng không vậy? Đã lên 118, đã lên 118 và bây giờ ngừng dự đoán. Ngừng dự đoán. Rồi ok. Sau cái câu ngừng dự đoán thì những anh em nào dự đoán như là mốm xù vlog sẽ không được tính nữa nha. Rồi ok, Khải sẽ anh note những cái phần còn lại nè em ơi. Ở đây gì đây, gì đây? Một 5 điểm kỹ năng nữa. Ok, hai cũng 5 điểm kỹ năng nha anh em. Những anh em comment sau như là Cường Thịnh, Tiến Đạt sẽ không được dự đoán nữa nha. Sau cái câu dừng dự đoán Khải có cùng chat trên kênh thì anh em ngừng dự đoán rồi nha.
Rồi đầu tiên kiếm như đây. Hộp quà tôn sư trọng đạo Ando. Mấy hộp này, ôi mấy hộp này hàng sử dụng gì mà có một ngày bà ta. What the hell. Mấy hộp này là tưởng đâu lâu lâu chứ gì cứ một ngày bà ta. Kiểu này phải mở luôn à. Còn mấy chục cái nữa nè em ơi. Gì đây. Trời ơi cung 4, trời ơi cung 4 quá nhiều luôn nè em ơi. Cung 4 kỹ năng vài trăm xu thảm quá. Trên cung 5 thì được anh em, trên cung 6 cung 7 thì được, cung 4 mà không ăn thua rồi. 4 thì em không ăn thua rồi, to rồi, cung 4 là to rồi. À, khả năng là 118 rồi. Còn mấy chục phần trăm cuối cùng. Rồi ok. Khả sẽ cất hết vô rương một cái số vật phẩm không có giá trị nha mọi người. Khả sẽ cất một số vật phẩm vô rương không giá trị. Đây như là mấy bình máu nè. Mấy bình máu này mà nó hóa thành kim, cục kim nguyên bảo cũng sướng sướng luôn anh em. Đây gì mà máu me không đây. Thuốc lách nè. Đó, thuốc lách nè. Thuốc lách nè. À, mấy cái không giá trị Khải sẽ bỏ vào trong nha, tại vì là nó không bán có tiền đâu. Không được bao nhiêu tiền cả. Được mấy phần hỗ trợ tống kim thôi. Phi tóc nè. Trời ơi, gì mà tổng phi tóc đại lực không mày má. Chết tôi rồi. Còn hai cái cuối cùng biết được con người không đây. Hai cái cuối cùng nè. Hộp quà tôn sư dùng đạo gì ba cái bà ta. Mày bị kiếp. Phi tóc lỡ hòn, lỡ bao không thua. Nó lộ, ôi trời. Còn gì nữa, con cứ bứt vô đây. Tí nữa Khải sẽ tính tiền cho anh em luôn cho nó dở anh em. Còn hai mấy cái cuối cùng sợ nó không đủ rương á. Khải sẽ bỏ hết vô trong, Khải sẽ tính tiền sâu nha. Đó. Cái này Khải sẽ giấu cái rương xuống, Khải mở luôn. Thử nó ra gì Khải tính tiền sâu nha. Này mấy cái này thì chưa nói rồi. Đen vãi nồi luôn, đừng nói mà không đen. Quá đen luôn anh em, sao đen dưới ta, đủ xanh xưa giờ cái gì mình cũng đen luôn trời. Anh cờ đó mà chưa có gì gọi là luôn, vãi trướng thiệt. Rồi, hai cái cuối cùng. Mở. Rồi, không biết ra gì nha, không biết ra gì nha. Trời con xích thố. Trời chết tôi rồi. Gì đây? Thiệp đặc biệt. Rồi, không có gì luôn. Không có bí kíp, không có bí kíp 120 luôn. Thảm vãi đái hai lần bài boss làm gì? Hộp quà 20 tháng 11. Hộp thối phiến, trời ơi, đen thui thui lùi như cứt chó luôn anh em ơi. What the hell. Sao mà đen vãi cả đái vậy? Đen vãi nồi luôn em. Thiệp này thì thiệp này mà đổ chúng ra còn xích thố nữa, chịu rồi. Chúng ra xích thố nữa chịu rồi. Đổi chiếu dạ. Đây, trời ơi, ra xích thố nữa chịu rồi. Đậu xanh quá đen luôn anh em ơi. Chung là quá đen. Để Khải tính cho anh em xem thử phần thưởng mình được bao nhiêu nha. Đây, gom hết ra cho anh em xem. Không biết ai trốn nha, không biết ai trốn nha, đợi chút nha. Không biết ai trốn nha. Rồi Khải sẽ gom hết bên này rồi Khải tổng cái event thử thiếu đủ gì đó. Khải sẽ chốt ai đúng thôi anh em. Ai đúng, ai trúng thưởng thì Khải sẽ trao ngay luôn thôi. Quá đen nè mày, nói chung là quá đen. Ba cái hộp tôn sơ trọng đạo này thì Khải thấy không biết được bao nhiêu. Nhưng mà trước mắt thì mấy cái như thì tinh, tinh hồng, thì tinh các kiểu, tinh hồng tận thì mới có giá thôi. Còn mấy này thì không yên thua. Quá đen. Bí kíp 120 không có cuốn nào luôn vãi nồi. Kiểu này sao mà đen dữ trời. Em thấy không? Đúng đen luôn trời. Được gì nữa không? Phi tóc bạn cái thuốc phúc duyên này làm giả tẩu chứ làm gì đâu trời. Đây, chốt sổ cho anh em xem thì lời thì lỗ luôn. Toàn lỗ thôi, không có gì lời luôn. Và hiện tại thì chốt cái dự đoán thì Khải được 118 cấp và 32% nha anh em. 118 cấp và 32% nha. Quá đen. Đây là Khải tiếp tục tính thử ăn được lời hay lỗ nha. Con ngựa này á, một tháng á thì ở server có người mua khoảng 1 kim nha. Thì tính em xem nha. 1 kim. Đó. Mở hộp quà hả? Anh em nói mở hộp quà hả? Ok, mở hộp quà thì mở hộp quà đâu? Quà đâu? Đỡ đầu tiêu. Đây. 500 triệu. Rồi gì vậy? Nó cho 500 triệu kinh nghiệm. Rồi cái gì đâu anh em? Nó cho cái gì vậy? Ado. Mở hộp quà không có gì luôn. Đâu rồi? Rồi hộp quà nó mở cho cái gì vậy? Mở được lệnh bài gọi boss. Lệnh bài gọi boss. Không có gì luôn. Đồ hộp quà mở ra không có gì luôn nè. Vãi nồi được 500 triệu hết rồi. 5 tỷ chứ. 5 tỷ chứ. Vãi nồi 500 triệu rồi 5 tỷ. 500 triệu. Thảm vãi liền. Chốt 118 32% rồi nha anh em. Đó.
Đây anh em xem này. Đúng nhỏ luôn em ơi. Chốt vào nha anh em, cái này là chốt vào nha, chốt vào nha. Trời ơi, còn hộp ngựa nữa, hộp ngựa đâu? Hộp ngựa đâu? Mở đâu mà. Hộp ngựa hộp nào đâu? Được rồi, anh em đợi chút nha. Mở mở mở. Mở tôn trừ tôn. Trời ơi, mấy hộp này không ăn thua. Bí kíp mở. Ngũ độc trưởng pháp. Rồi xong anh cứt luôn. À, không được cái gì luôn. Chỉ được cái hộp quà kia thì chỉ được hộp tối phiến này. Mở ra mới biết giá trị này. Mở ra mới biết giá trị này. Có mấy? Cấp 2. Trời ơi, mấy trăm xu. Không ăn thua. Không có gì luôn. Có pha vừa rồi thì phát cuối thì mở cái rương kia chỉ được kinh nghiệm thôi nè. Pha cuối thì mở cái rương kia chỉ được kinh nghiệm thôi. Chứ không có một cái món quà vậy luôn á. Số nhỏ vậy đấy. Anh này cho anh em xem nè. Mở cái hộp quà cuối cùng đó là hộp quà 20 tháng 11 á. Chỉ nhận được 500 triệu thôi cũng mắt đen luôn anh em xem nè. Đây là cái món quà cùi bắp nhất luôn ấy. Đây này. Đây. Anh em thấy không? Lúc nãy là mở hộp quà 20 tháng 11 đúng không? Đó. Thì cái đầu tiên đó là sẽ ngẫu nhiên nhận được tất cả giới hạn 2 cái cho một nhân vật. Đó. Thì Khải lại mở chúng cái đầu tiên 500 triệu kinh nghiệm là cái chỉ nhận được kinh nghiệm thôi. Không được con ngựa luôn. Không được con ngựa 8X luôn. Không được con thối phiến luôn. Không được con thối phiến tới vực con chiếu dạ và sứ thố luôn. Đó. Không được bí kiếm 120 luôn. Không được đại thành luôn. Không được bảo rừng trong bảo luôn. Một cái event nó thiệt là không biết sao Khải anh quá đen nè. Quá đen. Không có gì phải nói nữa đây. Đủ xanh quá đen. Đen bạc cố luôn. Rồi. Khải tính lừa thử bao nhiêu tiền đây. Tính cho anh em xem nha. Này một kim. Đó. Con người này một kim nha. 30 ngày. Con lệnh bài boss đặc biệt này á thì tính con lệnh bài boss này đi. Lệnh bài boss này là thường thường là khoảng 1 kim 2. Hai con lệnh bài boss bất đại nha là 1 kim 2 nữa là hiện tại bây giờ là 3 kim. Rồi con lệnh bài boss này là bật bạch mới, boss mới. Boss này thì nó đặc biệt hơn boss đại một tí nè. Con này thì chắc là ở server chắc cũng được 2 kim ấy. Cũng được 2 kim ấy. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 kim rồi nha. 5 kim rồi nha. 5 kim rồi được như đây. Cuốn bí tịch 4 này, một kỹ năng này nó dao động khoảng tầm 800 xu. 5 kim 2. Đó, 5 kim 2. 5 kim 2, cuốn 7. Cuốn 7 này là ép có thể lờ xịt nha. Cuốn 9 này cũng vậy nha. Tỷ lờ xịt khá là nhiều. Hai mấy cuốn này thì Khải chưa rõ lắm thì Khải cứ cho khoảng 2 kim đi. 2 kim một cuốn, 2 kim một cuốn thôi. Thì nó khoảng ví dụ nãy là 5 kim 8 này, 5 kim 8 rồi đúng không? 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 5 8 này. Cho một cuốn 2 kim này, cho đơn giản này, cho ép cái này mấy cái này khó lên là mấy mà đơn giản đâu. 5 kim 8 thu lại thêm cái này 4 kim. Cho 5 kim 8 với cái này 4 kim là 6 kim. 6 kim với cái này cho 9 kim 8 đúng rồi. Ok, 6 9 kim 8 thêm cái này nó 9 kim 8. Cái càng khôn này là server đang mua là 3 kim hơn nè. Thì phải cho 2 kim thôi cho nó nhanh là 9 kim 8 với 2 kim này 11 kim 8. 11 kim 8 ok chưa? 11 kim 8. Rồi 11 kim 8. Rồi 3 cục thủy tinh. 3 cục thủy tinh này khoảng tầm 300 xu là cho 12 kim, đúng chưa? 12 kim cuốn tối phiến này khoảng 800 xu. 500 xu nha nhanh, 12 kim 5. 12 kim 5 với lại cục tiền thảo lộ này khoảng tầm 200 xu. 30 xu là 12 kim 8. 12 kim 8 với 3 viên thủy tinh, 4 viên thủy tinh. 4 viên thủy tinh này còn 40 xu nữa là khoảng. Nói chung là gom gom thì nó cũng được khoảng hơn 13 kim nè. Nói chung là thu lại được hơn 13 kim đó. Nếu mà Khải bán được hai cuốn này kèm với lệnh bài boss này, với lại bán được boss này thì Khải nghĩ cũng nói chung là tốn 13 kim. Thì nhận lại kinh nghiệm khá là nhiều. Đen thì so với những người khác thôi nè. Đen thì so Khải đen là đen so với những người khác thôi. Tại vì Khải không ra được bí kíp 120 thì gọi là đen thôi. Chứ còn vật phẩm thì khá là easy, không thiếu thốn gì đâu nè. Không thiếu thốn gì cả. Chung là khá ok. Chung là chốt nhẹ nhẹ được nó hơn 13 kim. Rồi nói chung thì video này thì Khải sẽ up lại trên kênh nha nè. Video này Khải sẽ up nhỏ lại trên kênh và đúng ngày 20 tháng 11 Khải sẽ up lại trên kênh. Đỡ anh em có thể xem lại cũng như là ủng hộ Khải một like chia sẻ chơi nha. Và anh em nào mà đã xem rồi thì cũng có thể kích vào cái link xem lại cho vui nha mọi người. Rồi ok. Bây giờ thì không đỡ anh em chờ đợi lâu, Khải sẽ trao giải cho ai giành phần thưởng anh em ơi. Ai mà xóa comment coi như là hủy nha. Khải nói anh em trước rồi nha. Đừng quên ủng hộ một đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi video và cũng như những cái buổi event tiếp theo từ kênh của Khải nha anh em. Cảm ơn em rất là nhiều.
Khải thì Khải hay livestream trực tiếp vào lúc 17:20 hàng ngày nha mọi người.